Vừa qua tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã gặp mặt và làm việc với trưởng cơ quan các đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2017-2020 trước khi đoàn nhận nhiệm vụ. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh bày tỏ niềm vui khi được gặp các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trước khi đoàn lên đường nhận nhiệm vụ. Theo quyết định của Chủ tịch nước, Bộ trưởng cho rằng Bộ Công Thương dù có tích cực tổ chức hàng loạt đoàn xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm ra thị trường nước ngoài mà không có sự kết nối, hỗ trợ của các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam sở tại thì không thể hiệu quả được. Vì vậy, lãnh đạo Bộ Công Thương cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công Thương và các trưởng đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần trao đổi cởi mở, đề cập đến những biện pháp tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa Việt Nam và các nước, cũng như giữa Bộ Ngoại giao và Bộ Công Thương, sự phối hợp của Bộ Công Thương, các tham tán thương mại với các trưởng cơ quan đại diện. Đây cũng là cơ hội để nhìn lại vị trí, vai trò tương quan của mỗi đơn vị, điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội thách thức, những gì cần phát huy, hạn chế và lưu ý để các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam phát huy vai trò kết nối một cách tốt nhất.